Em Châu Minh Khánh, học sinh lớp 12 T1, trường trung học chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long, là thí sinh duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long, xuất sắc đánh bại thí sinh của 15 quốc gia để giúp Việt Nam mang về chiếc huy chương vàng môn toán học, mang lại niềm tự hào cho gia đình và đất nước. Cuộc thi toán không biên giới do Tổ chức Giáo dục Education Without Borders Bulgaria và Trung tâm Khoa học và Giáo dục Kazakhstan tổ chức dành cho mọi học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 18 trên toàn thế giới. Để đến được với vòng chung kết cuộc thi, trước đó Khánh phải tranh tài cùng hàng nghìn thí sinh trong cả nước. Bằng sự xuất sắc, Khánh đã có tên trong danh sách 16 thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi toán không biên giới. Rồi Khánh lại nỗ lực vận dụng toàn bộ kiến thức có được để tranh tài cùng 1.370 thí sinh đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Để rồi, Châu Minh Khánh đã xuất sắc đoạt huy chương vàng cá nhân. Trở về nhà, Châu Minh Khánh vẫn giản dị như những ngày bình thường, là người con duy nhất trong gia đình và là một cậu bé hiếu thảo, luôn biết phụ giúp cha mẹ công việc nhà. Ban đầu khi mà học toán thì em cảm thấy việc học rất khó khăn. Tại vì những bài toán em cảm thấy nó rất khó và làm cho chúng ta rối. Nhưng do bằng sự quyết tâm, em đã tìm tòi đọc thêm sách về các tài liệu tham khảo về môn toán. Từ đó em rèn luyện, giải thêm nhiều bài tập về toán, dần dần nâng cao tư duy của mình lên. Ở trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khánh không chỉ là một học sinh có tấm gương tự học mà em còn đem kiến thức, kinh nghiệm chia sẻ lại cho các thế hệ sau. Ngoài những tiết chuyên đề trong lớp thì về nhà em còn tự tìm tòi nghiên cứu các tài liệu trên sách báo, trên mạng internet và đặc biệt là khả năng đọc toán tiếng Anh của em rất là tốt. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, trong kỳ thi Trung học Quốc gia năm 2018, Châu Minh Khánh là thí sinh có điểm thi toán cao nhất tỉnh với 9,4 điểm. Khánh cũng được chọn tuyển thẳng vào trường Đại học Bách Khoa, nhưng vì niềm đam mê công nghệ từ nhỏ, em Châu Minh Khánh đã quyết định chọn cho mình ngành an ninh mạng của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ thành tích xuất sắc, Khánh còn được trao gói học bổng toàn phần 100% cho 4 năm học đại học.